Tại kỳ họp bất thường thứ hai tổ chức đầu tháng 1 năm 2023, Quốc hội khóa 15 đã phê chuẩn ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh. Ông là tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông Trần Hồng Hà xuất thân là cán bộ tại Cục Bảo vệ Môi trường, sau trở thành Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Trần Hồng Hà từng nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo tại Cục Bảo vệ Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như quyền cục trưởng, rồi cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường. Từ tháng 7 năm 2008, ông Trần Hồng Hà là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tháng 1 năm 2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hà được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Đến tháng 7 năm 2010, ông Trần Hồng Hà trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016, ông Trần Hồng Hà được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, ông Hà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến tháng 4 năm 2016, ông Trần Hồng Hà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại Đại hội 13 vào tháng 1 năm 2021, ông Trần Hồng Hà tiếp tục được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 cho tới nay. Tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, ông Trần Hồng Hà được Quốc hội khóa 15 phê chuẩn, bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.